Thưa quý vị, khoảng 5.000 runner trong và ngoài nước đã tranh tài hào hứng tại giải One Way Vũng Tàu Marathon 2023 diễn ra vào sáng nay 23 tháng 4 tại thành phố biển xinh đẹp. Những bước chạy sôi động và dẻo dai của các runner thêm một lần nữa làm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, lối sống xanh của thành phố du lịch sạch ASEAN. Vũng Tàu sáng nay thức giấc sớm hơn mọi khi. Ngay từ 3 giờ sáng, hàng ngàn runner đã có mặt ở khu vực công viên bãi trước, chuẩn bị cho giải chạy One Way Vũng Tàu Marathon 2023. Cự ly 42 km mở đầu cho giải bắt đầu lúc 3 giờ 30 sáng. Ngay sau đó là các cự ly 21 km, 10 km và 5 km. Không chỉ tận hưởng bầu không khí trong lành của Vũng Tàu sáng sớm tinh mơ, các runner tham dự giải One Way Vũng Tàu Marathon 2023 còn trải nghiệm cảnh bình minh trên biển, đi qua 12 địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố du lịch sạch ASEAN. Trải qua gần 3 giờ đồng hồ thi đấu, nội dung hấp dẫn nhất full marathon 42 km đã xác định được người về nhất là runner Lê Tấn Hy đến từ Lâm Đồng với thành tích 2 giờ 54 phút 32 giây. Nãy là Vũng Tàu rất là tuyệt vời, cũng là nơi lý tưởng để đến với giải chạy bộ, tại vì nó đây là cái nơi rất là hài hòa giao thông tất cả mọi thứ, rất di chuyển về cái cung cấp đầy đủ về điều kiện về ăn ở cho vận động viên, rồi nói chung là tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời, nên mình nghĩ đây là cái nơi tổ chức rất nên tổ chức nhiều giải hơn nữa. Ở cự ly full marathon 42 km dành cho nữ, nữ hoàng chạy bộ thị xã Phú Mỹ Nguyễn Thị Minh Hiền xuất sắc về nhất với thời gian 3 giờ 19 phút 19 giây. Như vậy, chỉ trong 6 ngày, Minh Hiền đã 2 lần về nhất cự ly 42 km ở Huế và Vũng Tàu, khiến nhiều bạn chạy thán phục, đặt cho nữ runner này thêm biệt danh người trời. Vậy rất là vui và tuyệt vời vì đấy là cái giải đấu trên mảnh đất Bà Rịa Vũng Tàu nơi mà mình sinh sống. Về càng vui hơn thì mình hai lần liên tiếp trong vòng 7 ngày được hai cái giải nhất. Ngoài các elite tên tuổi đạt giải thưởng cao tại các cự ly, hầu hết các runner đến với One Way Vũng Tàu Marathon đều với tinh thần vui, khỏe, trải nghiệm và tận hưởng. Trong đó có không ít các runner là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi đến Việt Nam lần thứ hai. Tôi rất vui khi tham gia giải chạy cùng bạn bè ở đây. Khí hậu rất tuyệt vời, dù nó hơi nóng một chút với tôi. Chắc chắn tôi sẽ trở lại với giải chạy này một lần nữa. Tôi hạnh phúc khi góp mặt tại đây cùng các bạn. Đây là một thành phố tuyệt vời, từ cảnh quan môi trường đến tình cảm của mọi người. Tôi sẽ trở lại đây thêm nhiều lần nữa. Các runner đến từ Bà Rịa Vũng Tàu chiếm số lượng đông đảo, nhất là giải chạy One Way Vũng Tàu Marathon 2023. Trong đó có những hội nhóm chạy bộ hay các gia đình với nhiều thành viên có chung niềm đam mê thể thao, đam mê chạy bộ như gia đình này. Thành phố Vũng Tàu rất là xinh đẹp, người dân ở đây rất là hiếu khách và đặc biệt là ban tổ chức đã tạo ra được một giải chạy rất là chuyên nghiệp dành cho những người nghiệp dư như chúng tôi cũng có thể tham gia được. Và cái chiến thắng nhất đó là chiến thắng được bản thân của chính chúng tôi. Xin cảm ơn. Rất là mong muốn cái giải này sẽ tiếp tục tổ chức và người dân Vũng Tàu sẽ tham gia được nhiều hơn. Và nhất là các bạn học sinh, sinh viên. Vượt lên ý nghĩa thắng thua, One Way Vũng Tàu Marathon 2023 đã trở thành một ngày hội thể thao giàu sức lan tỏa. Những hình ảnh đẹp về cảnh quan, môi trường, các khu điểm du lịch, sự thân thiện, mến khách của người dân Vũng Tàu cũng theo đó được quảng bá rộng rãi. Xin được chân thành cảm ơn. Đây là một cái giải đã thành công rất là tốt đẹp về chất lượng cũng như là về cái quy mô, đảm bảo cái an toàn tuyệt đối trong cái đường chạy. Và qua cái giải này thì cũng đã được người dân và du khách đánh giá rất là cao. Và đây là một trong những cái hoạt động để mà hướng tới chào mừng cái 15 là thành phố Vũng Tàu được công nhận là đô thị loại 1, cũng như là cái tổ chức các cái hoạt động để mà hướng tới ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và ngày chiến thắng 30 tháng 4. One Way Vũng Tàu Marathon 2023 khép lại thành công, an toàn, ấn tượng, cũng mở ra những háo hức chờ đợi cho những lần trở lại tiếp theo trên cung đường chạy của thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.